Mô A Di Đà Phật Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 138 Người già Lão Hòa Thượng Tình Không Phàm hệ một người Một lòng xưng niệm Bạn ngay một đời dướng bận nhất Cũng không ngoài hai chữ Một chữ là yêu Một chữ là hận Yêu thì bạn cả đời dướng bận Bạn không cách gì xả bỏ họ được Còn hận thì là quan gia Nếu cái hận đó sâu Cả đời đều ghi nhớ trong lòng Thù chưa báo Chết cũng không thể nhắm mắt Đều không cam lòng đều không ngoài hai sự việc này nếu như có thể đem yêu cùng hận đổi thành a di đà phật thì chúng ta thành công nhất định phải hiểu được cái bạn yêu nhất sẽ lôi kéo bạn vào đường ngạ quỷ bạn hận nhất thì lôi kéo bạn đến cõi địa ngục cái kết quả đó là hướng vào ba đường ác mà đi tại vì sao không đem cái ý niệm này chuyển đổi lại để niệm a di đà phật quả nhiên chuyển đổi rồi một lòng xưng niệm a di đà phật không những Dĩnh thoát luân hồi hơn nữa dĩnh thoát mười pháp giới không cần trải qua 41 giai cấp ở thế giới hoa tạng đốn siêu viên chứng vô thượng bồ đề ngay trong một đời liền viên mãn việc tốt thế xuất thế gian không có thứ nào có thể sánh hơn được chúng ta phải nhận biết rõ ràng không nên để cơ hội quá tốt ngay đời này lỡ qua người niệm phật có thể giảng sanh nếu như không thấu triệt đối với giáo lý không dễ dàng người niệm phật giảng sanh chỉ có hai loại người một người thiện căn sâu dày một người phước đức sâu dày người thiện căn sâu hiểu rõ cái đạo lý này kiên định tính tâm không hề thay đổi chúng ta có thiện căn có phước đức thiện căn phước đức đều không viên mãn đều không đủ cho nên phật dùng kinh giáo giảng kinh nói pháp dùng phương pháp này để nâng cao thiện căn của chúng ta để bổ túc thiện căn của chúng ta chúng ta chân thật ở giáo hạ làm cho rõ ràng làm cho tường tận rồi tính tâm của chúng ta kiên định Nguyện tâm khẩn thiết Ngay đời này thành tựu Người phước đức sâu dày Chính là thông thường chúng ta gọi là Người lão thật Họ rất nghe lời Bảo họ niệm Phật Họ liền lão thật thành thật niệm Phật Bảo họ không nên khởi vọng tưởng Thì họ không khởi vọng tưởng Loại người này Ngay trong một dạng người khó tìm được một người Họ chắc chắn sẽ thành tựu Giảng sanh cũng có tướng lạ rất tốt Không chỉ giảng sanh cõi Phật có tướng lạ Đời sau có thể sanh đến trời người Đều có tướng lạ rất tốt Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu Chúng ta phải tường tận Cho nên khi giảng sanh Tướng hảo Tướng đẹp lạ Chúng ta không có trí tuệ Không có thần thông Không biết được Suốt cuộc họ có giảng sanh thế giới cực lạc hay không Thế nhưng Có thể khẳng định họ tuyệt đối không đọa ba đường ác đây là có thể hoàn toàn khẳng định cho nên đại sư thiền đạo dạy chúng ta những lời nói này chúng ta phải ghi nhớ phải tường tận ghi nhớ trong lòng trong lòng duy nhất Chỉ dướng bận chính là A-di-đà-phật Loại niệm Phật này Được có thể giảng sanh Là niệm Phật tiêu cực Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Phẩm vị không cao làm thế nào nâng cao phẩm dĩ vậy thì phải niệm phật tích cực niệm phật tích cực vì sao nói như vậy giúp đỡ tất cả chúng sanh niệm phật Đây là tích cực Chúng ta niệm a di đà Phật cầu sanh tình độ Đây đều là ở trên quan niệm Là một sự thay đổi to lớn Ta niệm Phật không phải vì chính ta Vì hư không Pháp giới Tất cả chúng sanh vậy thì niệm phật bằng cách nào trong cái đoạn nguyện văn này nói với chúng ta phát bồ đề tâm tu chư công đức phụng hành lục ba la mật kiên cố bất thoái phục dĩ thiện căn hồi hướng làm ra một tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh xem Đây chính là chân thật Vì hư không pháp giới Tất cả chúng sanh mà niệm Phật Tâm của chúng ta nguyện giải hành Cùng a di Đà Phật hoàn toàn tương ưng Loại người này niệm Phật Xin nói với các vị rất dễ dàng Được lý nhất tâm bất loạn Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Thượng thượng phẩm giảng sanh Thượng bối thượng phẩm Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Hòa khai kiến Phật vừa giảng sanh liền thành tựu không cần trải qua 12 kiếp ngay đến nửa kiếp cũng không cần chúng ta như vậy mới tường tận ở trên kinh phật nói với chúng ta thế giới ta bà tu hành một ngày sánh được thế giới tây phương cực lạc tu hành một trăm năm thế giới ta bà không tệ tu hành ở thế giới ta bà có lên có xuống lên thật cao xuống thật thấp tu hành ở thế giới tây phương cực lạc là bình ổn ổn định không có lên xuống. Cho nên thời gian phải dài. Chúng ta ở ngay nơi đây chỉ cần hiểu được cái đạo lý này, như lý như pháp tu học thành tựu cao. Siêu dược người bên đó dùng công. Nếu như bạn không hiểu được cái đạo lý này, không hiểu được những phương pháp này, tuy là niệm Phật thì thì không bằng thế giới Tây Phương cực lạc Bình ổn, ổn định Hay nói cách khác Thế giới ta bà giống như các vị đầu tư vậy Mạo hiểm rất cao Có thể kiếm lợi rất lớn Thế nhưng cũng có thể lỗ sạch Thế giới Tây Phương cực lạc thì rất bình ổn Không có lên xuống Chúng ta phải nắm lấy cơ hội Bắt lấy cơ hội Chúng ta Phải nâng cao Không nên để rơi xuống thấp Rơi xuống thấp Sẽ rơi đến ba đường ác Nâng cao Thì ngay đời này liền thành Phật Thèn chốt Tất cả thời Tất cả lúc Ngay trong mỗi niệm Có A-di-đà Phật ngày ngày thân cận a di đà phật mỗi niệm không quên a di đà phật danh hiệu của a di đà phật chúng ta đã in ra rất nhiều giấy dán chúng ta ở nơi nào dễ nhìn thấy thì dán lên. Mục đích để làm gì? Để chúng ta mỗi giờ mỗi phút đều có thể nhìn thấy danh hiệu của Phật, xem thấy hình tượng của A Di Đà Phật. Mỗi giờ mỗi phút không lìa khỏi A Di Đà Phật. Chúng ta in tấm nhỏ. Mọi người gọi là thiệp Phật tấm thiệp nhỏ in tượng phật để bạn mang theo bên người không phải bùa hồ thân để bạn mỗi giờ mỗi phút mang ra để nhìn ta niệm a di đà phật ta nghĩ a di đà phật người già tuổi tác cao tôi thấy qua rất nhiều trên người mang theo tấm hình nhỏ hình cháu trai hình cháu gái thường hay lấy ra xem họ nghĩ đến con cháu của họ do đây có thể biết họ niệm cháu trai của họ họ niệm cháu gái của họ họ mỗi giờ mỗi phút không quên đó gọi là niệm gọi là nhất tâm niệm Trên người chúng ta mang theo hình Phật nhỏ Cũng giống như người già Mang theo hình con cháu của họ vậy Thường hay xem thấy Mỗi giờ mỗi phút xem thấy Đây gọi là một lòng xưng niệm Bất cứ thứ gì đều không để trong tâm chỉ có A-di-đà Phật Để trong tâm Đây gọi là Nhất tâm niệm ngã Vậy thì do đây có thể biết Pháp môn này Cũng là trọng thật chất Không trọng hình thức Hình thức là gì vậy? Niệm Phật đường niệm Phật Đó là hình thức Trên hình thức niệm Phật rất là quan trọng đối với người sơ học bởi vì ý niệm của người sơ học chưa chuyển đổi lại thói quen của bạn chưa nuôi thành chỗ này là bồi dưỡng niệm phật đường là tác nghiệp của giảng đường sau khi học thành thì phải thực tiễn ngay trong đời sống ngay trong đời sống đó là mỗi niệm không quên đó là bạn chân thật niệm phật Niệm Phật đường bồi dưỡng thói quen Niệm Phật của chúng ta Cũng là làm ra tấm gương Cho người sơ học xem Làm cho người chưa nhập môn xem Giúp đỡ họ khởi phát tính tâm Công đức lợi ích thù thắng không gì bằng cho nên chỉ cần chúng ta có thời gian rảnh chúng ta nên đến niệm phật đường để niệm phật niệm phật đường niệm phật ta và người đều được lợi âm dương đều lợi đã tự độ lại độ tha cái đạo lý này đều phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Chúng ta mới biết được cái gì gọi là nhất tâm niệm ngã. Phía sau nguyện tiếp theo là nguyện thứ hai mươi. Lâm thọ trung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nghinh hiện kỳ tiền. Kinh tu du gian, tức sanh ngã quốc, tác A-duy diệt trí Bồ Tát bất đắc thì nguyện bất thụ chánh giác cái nguyện này cũng rất quan trọng a di đà phật nói rõ với chúng ta lợi ích của niệm phật chỗ tốt của người niệm phật người niệm Phật Thành tựu thù thắng không gì bằng Nguyện thứ 18 Nguyện thứ 19 Là nhân Nguyện tu là quả báo Tu nhân chứng quả Phát nguyện niệm Phật. Phát nguyện là nguyện thứ 19, niệm Phật là nguyện thứ 18. Con người này lâm mạng trung thời. A Di Đà Phật. Cùng thế giới cực lạc chư Bồ Tát chúng đến tiếp dẫn bạn. bồ tát của thế giới cực lạc quá đông quá nhiều có phải đều đến tiếp dẫn bạn không thấy được những bồ tát nào đến tiếp dẫn bạn có duyên với bạn quá khứ đời này cha mẹ Anh em của chúng ta Thầy giáo bạn học Họ tu pháp môn này Đã giảng sanh rồi Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Hôm nay thấy bạn cũng thành tựu rồi a di Đà Phật đến tiếp dẫn bạn Những người này họ sẽ theo Phật cùng đến Đều là người quen biết bạn Cho nên Bạn nhất định phải biết Sinh đến thế giới Tây Phương cực lạc Không phải cô độc Không giảng sanh thế giới cực lạc Dĩ nhiên là cô độc Bạn ngay đời này Người mà bạn thương yêu nhất Vừa chuyển đời vừa đầu thai Đôi bên đều sẽ không quen biết rất khó cùng tù hợp với nhau Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Không như vậy Chân thật là vĩnh viễn cùng ở với nhau Đây cũng là trong Phật Pháp thường nói Phật không độ người vô duyên Bồ Tát thế giới cực lạc Cùng A-di-đà Phật cùng đồng đến tiếp dẫn bạn, đều là người cùng có duyên với bạn. Bạn phải hiểu được cái đạo lý này. Rộng kết thiền duyên. Phải rộng kết. Tương lai khi bạn thành Phật, người có duyên với bạn nhiều. Bạn độ chúng sanh nhiều. Chúng ta chính mình giảng sanh, duyên chúng ta kết được nhiều bồ tát đến tiếp dẫn sẽ nhiều có thể thấy được việc kết duyên là vô cùng quan trọng buổi chiều hôm nay tôi tham gia trù bị và tiệc ấm áp của họ tôi nghe nói Năm nay mời khách Năm ngàn người Đại khái là khoảng năm ngàn Bảy năm ngàn tám trăm người Tăng thêm Hai ngàn So với năm rồi Năm rồi là mời ba ngàn tám trăm người Năm nay muốn tăng thêm hai ngàn người Hơn nữa là Người của các tôn giáo khác nhau Các đệ tử Phật đều muốn tu Phước Đến nơi nào để tu Phước Phước báo lớn nhất là Cúng Thiên Phạn Tăng Ngày nay cái hội này của chúng ta Cũng sắp gần 6.000 Tăng 6.000 Phạng Tăng Không phải 1.000 Tăng 6.000 6.000 Tăng này nghe nói Đều không phải là người xuất gia không phải là người xuất gia Thì làm sao có thể gọi là tăng Họ chân thật là tăng Hòa hợp tăng đoàn Sáu ngàn người này Tuy là Chủng tộc không như nhau tín ngưỡng Không giống nhau Thế nhưng Hòa thuận Hòa hợp Hòa hợp thì gọi là tăng đoàn Sáu ngàn người cùng nhau kỳ nguyện Cầu phước Xã hội an định Thế giới hòa bình Nhân dân an lạc Đồng tâm đồng nguyện Làm kỳ nguyện 12 giờ đồng hồ Thời gian kỳ nguyện này bắt đầu Từ 8 giờ tối ngày 31 tháng 12. Đến ngày thứ hai chính là 8 giờ sáng nguyên đáng năm 2000. Cái đại lễ này thật là quá long trọng, quá hiếm có. Cho nên các đồng tu nếu như các vị muốn tham gia, trước tiên làm việc chuẩn bị tâm lý. đi tham gia Trang nghiêm thù thắng Không gì bằng Cho nên chúng ta rất rõ ràng Tin sâu không nghi Tương lai giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Chúng Bồ Tát đến hoan nghênh nhiều Mắt nhìn của chúng ta không thể đếm hết những người này đến trước tiếp dẫn hiện kỳ tiền kinh tu du gian tu du là thời gian rất ngắn lão cư sĩ hoàng niệm tổ nói trong kinh vô lượng thọ chú giải ông nói căn cứ trong kinh đại tập đã nói Họ tính toán tu du gian là bao lâu vậy? Hoàng lão cư sĩ nói, dùng thời gian hiện tại của chúng ta mà tính là 48 phần giờ. Tu du gian là 48 phần giờ. Ông đã nói Chúng ta cũng không thể nào nói được chủng Đưa ra cho chúng ta làm tham khảo mà thôi Thực tế mà nói Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Thời gian không có dài đến như vậy 48 phần giờ Quá dài rồi Thế nhưng Tổ sư Đại Đức Đã nói ra cho chúng ta Có rất nhiều loại Các ngài nói ra Đều có căn cứ Đều không thể nói sai Đều có căn cứ Đều đáng được chúng ta làm tham khảo Tóm lại mà nói Dài hơn Thời gian dài hơn cũng sẽ không vượt quá 48 phần giờ. Vậy thì người này liền giảng sanh đến thế giới cực lạc. Cách nói này có thể là người giảng sanh này khi sắp lông chung thấy được A-di-đà Phật đến nói với mọi người họ thấy được a di đà phật thấy được tây phương tam thánh thấy được chư phật bồ tát đến nghinh tiếp cùng cáo biệt với người nhà từ biệt với thân bằng quyến thuộc trong nhà Như vậy cùng đi với A-di-đà Phật Mãi Đến dứt hơi thở Thông thường mọi người chúng ta giúp họ trợ niệm Thời gian chúng ta trợ niệm Y giáo phụng hành Của Tổ sư Đại Đức Phải liên tục 12 giờ không gián đoạn 12 giờ đồng hồ này Là thời khắc then chốt Đây là nói Thời gian giảng sanh mau lẹ Trong nguyện văn Một câu nói rất quan trọng Chúng ta phải đặc biệt chú ý Tác A Duy Diệt Trí Bồ Tát Đây là rất cừ khôi Cái gì là A Duy Diệt Trí Bồ Tát? trên kinh a di đà nói với chúng ta a bệ bạc chí đây là phản văn âm dịch không giống nhau a bệ bạc chí chính là a duy diệt trí ý nghĩa chính là không thoái chuyển đại đức xưa nói với chúng ta đây là thất địa trở lên thất địa trở lên bát địa bồ tát bát địa bồ tát gọi là bất động địa thất địa là diễn hành địa nếu như ở trên kinh hoa nghiêm nói pháp thân đại sĩ tu mãn hai a tăng kỳ kiếp tu mãn hai a tăng kỳ kiếp mới chứng được bát địa người giảng sanh thế giới tây phương cực lạc một đời đến thế giới cực lạc liền chứng được a duy diệt trí sự việc này chúng ta không thể không lưu ý nếu bạn chân thật thể hội được chân thật nghĩ đến rồi thì bạn sẽ quyết tâm cầu sanh tịnh độ vì sao vậy chiếm được tiện nghi quá lớn chúng ta thực tế không có bản lĩnh. Cho dù có bản lĩnh, niệm đến lý nhất tâm bất loạn, thiền tâm gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Xin đến thế giới hoa tạng, viên giáo sơ trụ Bồ Tát, còn phải trải qua hai a tăng kỳ kiếp mới có thể làm được Bồ Tát a duy diệt trí. Hiện tại người đến thế giới Tây phương cực lạc trên kinh văn nói được rất rõ ràng con người này tức sanh ngã sát tác a duy diệt trí bồ tát kinh văn không hề nói thượng bối giảng sanh tác a duy diệt trí bồ tát không có cách nói này đã không có cách nói này thì đương nhiên nhất định là từ cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm mãi đến cõi thực báo thượng thượng phẩm thấy đều là bồ tát a duy diệt trí phù hợp với đề kinh của bổn kinh thanh tịnh bình đẳng giác thanh tịnh bình đẳng giác pháp môn này khi chúng ta ở đề kinh giới thiệu qua với các vị rồi pháp môn chúng sanh chính pháp giới bình đẳng thành phật đến nơi đâu để tìm cho nên pháp môn này gọi là pháp môn khó tin Chúng ta phải hiểu được Phàm phu chắc chắn là đới nghiệp giảng sanh Đới nghiệp giảng sanh Có thể chứng được A duy diệt trí Bồ Tát Dựa vào cái gì? Xin nói với các vị Toàn dựa vào cái nguyện này Toàn dựa vào câu này Trong nguyện thứ 20 Đây là hoàn nguyện của a di đà phật nếu như chúng ta giảng sanh đến thế giới tây phương cực lạc không thể chứng được a di diệt trí bồ tát a di đà phật thể không thành phật ngày nay ngài thành phật ở thế giới cực lạc hơn nữa thành phật đã mười kiếp nguyện vọng của ngài thảy đều thực hiện không có nguyện vọng nào là hư giả Ân đức của Di Đà Đối với tất cả chúng sanh Còn có lời gì để nói Tất cả chư Phật như Lai Đồng thanh tán tháng Vô lượng kiếp tán tháng Đều tán tháng không cùng tận chúng ta có mấy người nhận biết a di đà phật có ân đức gì với chúng ta bạn chân thật nhận biết rồi a di đà phật có đại ân đại đức đối với ta bạn liền sẽ nỗ lực tu hành nỗ lực tu hành chính là báo ân tri ân báo ân ngày nay chúng ta không đem tịnh tông Không xem thành việc gì Không nỗ lực tu học Không biết được ân đức Cho nên Kinh văn mỗi câu mỗi chữ Đều hàm chứa vô lượng nghĩa Đây là a di Đà Phật Từ bi nhiếp thọ Hoài đức không gì bằng Đới nghiệp giảng sanh Là chân thật không phải là giả Tuy là trong kinh văn không có bốn chữ Đới nghiệp giảng sanh này ý nghĩa viên mãn đầy đủ thế tôn sợ chúng sanh mạt pháp tâm hoài nghi nặng năm xưa tôi ở hoa kỳ trần kiến dân thượng sư ông là thượng sư mật tông đã từng tuyên bố với đại chúng đới nghiệp không thể giảng sanh ông đề xướng tiêu nghiệp mới có thể giảng sanh vào lúc đó tôi vừa mới đến hoa kỳ dường như là vào năm 83 ông đề xướng ra toàn thế giới có rất nhiều người niệm phật vì cách nói của ông làm chấn động sinh ra hoài nghi đối với tình tông nghe đến một vị lão tu hành lão cư sĩ châu tuyên đức cùng lão cư sĩ lý bỉnh nam là đồng tham đạo hữu bạn cũ Vào lúc đó Ông ở Lushan Chi Ông di dân đến Hoa Kỳ Tôi vừa xuống phi cơ Ông đón tôi ở phi trường Chúng tôi cùng ngồi một xe Từ phi trường đến thành phố Đại khái khoảng 50 phút Trên đường đi ông liền nói với tôi Ông nói Pháp Sư Thượng Sư Trần Nói không thể đới nghiệp giảng sanh vậy thì phải làm sao thượng sư trần tôi chưa gặp mặt ông ấy tôi nghe nói con người này khéo ăn khéo nói ở trong giới phật giáo hoa kỳ rất có sức ảnh hưởng là truyền mật tông trước tác cũng không ít ông vừa đeo ra như vậy tôi liền nói với lão cư sĩ châu nếu không thể đối nghiệp thôi vậy không cần đi ông nghe lời nói của tôi nói thật cảm thấy khó hiểu ông nói vì sao vậy ông mở to đôi mắt nhìn tôi không nói được ra lời tôi thấy sự biểu lộ của ông đây là nêu ra nghi tình cho ông. Tinh thần của ông có thể chuyên chú. Sau đó tôi nói với ông. Tôi nói, nếu như đối nghiệp không thể giảng sanh, thế giới Tây phương cực lạc chỉ có một mình A Di Đà Phật đi làm cái gì? thế giới Tây Phương cực lạc a di Đà Phật cô độc một mình Chúng ta đi để làm gì? Ông càng nghe càng không hiểu Làm sao mà a di Đà Phật cô độc một mình chứ? Tôi lại nói tiếp với ông Tôi nói quan Thế Âm Đại Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Họ là Đẳng Giác Bồ Tát Đẳng Giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá tôi hỏi có đúng hay không ông nói đúng trên kinh có nói hay không có đó không phải là đới nghiệp là cái gì vậy ông mới hiểu rõ ra Ngày quan thế âm đại thế chí văn thù phổ hiền đều đới nghiệp làm sao có thể nói không đới nghiệp nghiệp chướng tiêu trừ sạch trơn thế giới Tây phương cực lạc chỉ có một bình a di đà phật ngoài a di đà ra thảy đều đới nghiệp Chỉ là đới được nhiều, đới được ít không giống nhau Người đới được ít, phẩm vị cao Đới được nhiều, phẩm vị thấp Cho nên tôi nói với ông Thế giới cực lạc có bốn độ hay không? Có Có ba bậc chính phẩm hay không? Trên kinh đều có Nếu như không có bốn cõi, ba bậc chính phẩm Nếu không đới nghiệp mà nói Vì sao mà phân ra nhiều giai cấp như vậy? Vậy ông mới hiểu được rõ ràng Sau đó tôi khuyên ông ấy lão thật niệm Phật Đừng nghe người ta Ngay một đại đức như vậy Thân cận là Pháp Sư Ấn Quang Tu hành cả một đời Đến hơn 80 tuổi rồi Bị người ta nói vài câu thì bị mê hoặc Chỉ có thể được sao Có thể thấy được không đơn giản Con người này Phía trước nói Nhất tâm bất loạn Ông không được nhất tâm cho nên cái tâm đó sẽ bị cảnh giới chuyển người ta nói vài câu lập tức liền hoài nghi nghi hoặc xen tạp gián đoạn công phu liền thoái thất về sau tôi quen biết lão cư sĩ hoàng niệm tổ lão cư sĩ hoàng nói với tôi thượng sư trần là bạn học với ông họ cùng học mật với một lão sư thế nhưng cả đời không qua lại ông nói đạo lực của ông ấy không cao không phải chánh đạo đây là lão cư sĩ hoàng niệm tổ nói với tôi ông còn một bạn đồng tu cũng là không đi đường chánh đạo đồng tu đó là người xuất gia cũng không qua lại Thật không dễ dàng Tương đối không dễ dàng Cho nên chúng ta nhất định phải tin tưởng Nhất định tin tưởng Đới nghiệp giảng sanh Chúng ta không nên hoài nghi Cổ đức nói với chúng ta tất cả chúng sanh. Lúc lâm chung. Không ai không bị nghiệp lực lôi kéo. Vào lúc này, chính mình không được làm chủ. Lâm chung. Nghiệp tập thiện ác đều ở vào lúc này hiện tiền cái sự thật này chỉ cần chúng ta lưu ý một chút thì có thể quan sát ra được chỗ rõ ràng nhất là gì bệnh viện Ngày trước tôi ở Đài Loan Tôi có ba bạn học Phục vụ ở bệnh viện Dinh dân Họ đều là bác sĩ điều trị Tuyệt nhiên không tin Phật giáo Họ tin tưởng có quỷ Bác sĩ trong bệnh viện Y tá thường hay thấy được quỷ Nhà Phật gọi là Đại quỷ vô thường Chỉ cần thấy Đại quỷ vô thường Đi tới đi lui Trong phòng bệnh Trong lòng họ có điềm Người đó nhiều nhất là ba ngày Sẽ không vượt quá ba ngày Thì phải ra đi Thường thấy cho nên từ trường trong bệnh viện không tốt người thông thường chúng ta bước vào bệnh viện nhất là bệnh viện có lịch sử lâu năm không khí nơi đó đều rất âm u âm u ảm đạm người thần khí yếu đi đến nơi đâu đều nổi da gà bạn hỏi qua những nhân viên hộ lý trong đó các vị có tin tưởng hay không thấy đều tin tưởng thường hay thấy được cho nên người bệnh bệnh nặng khi sắp ra đi người trong nhà chăm sóc họ liền nói với người nhà người nào ở ngoài cửa vậy tôi nhìn thấy họ họ nói ra đó đều là những người quá khứ đó là những quan gia trái chủ quyến thuộc trong nhà. Giờ lúc này là thời khắc nguy cấp. Trên kinh Địa Tạng Phật nói với chúng ta rất rõ ràng, họ nói ra những người đó là họ chân thật nhìn thấy được. Có phải thật là thân bằng quyến thuộc của họ hay không? Trên kinh Địa Tạng Phật nói với chúng ta không phải là quan gia trái chủ của họ biến hiện ra hình dáng thân bằng quyến thuộc đến tiếp dẫn họ sau khi tiếp dẫn đi rồi liền muốn tính sổ với họ phiền phức lớn cho nên tổ sư đại đức dạy chúng ta Người niệm Phật giảng sanh khi lâm chung Chính là ở trong tình hình này Người trợ niệm là Thiện tri thức chân thật của họ Vừa gặp phải loại tình hình này Lập tức nhắc nhở họ Họ nói, họ thấy một người nào đó Lập tức nói với họ, không nên để ý họ Không quan tâm đến họ Nhắc nhở họ niệm A-di-đà Phật Chỉ cần họ vừa nói chuyện Lập tức cắt đứt lời nói của họ Lâm Trung Khai Thị Là nói lời nói này Không nên nói thứ khác Những lời khác họ không nghe lọt Chính là chăm sóc họ Chánh niệm phân minh Cái gì là chánh niệm? Một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật Nhất định không nên bị những âm cảnh này hiện tiền nhiễu loạn vô lượng công đức Hàng quán trưởng giảng sanh cái cảnh giới này rất ít vẫn là có hai lần Đây là những kinh nghiệm mà chúng ta đã trải qua, số lần ít nhất Bà có hai lần khi bà vừa nói chuyện chúng tôi lập tức cắt đứt ngay không nên để ý họ bà nói được niệm phật theo tôi tốt liền niệm phật theo chúng tôi cho dù là người thiện người ác là quan gia hay là quyến thuộc một mực không để ý nếu như thấy các vị phật bồ tát khác cũng phải cắt đứt họ không nên để ý đến họ Niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật hiện tiền mới có thể đi theo ngài. Không phải A Di Đà Phật, Phật Bồ Tát khác hiện tiền đều không nên đi với họ. Đây là nhắc nhở họ chánh niệm. Nếu như không có một thiện hữu bên cạnh chăm sóc nếu họ xem thấy những quan gia trái chủ này Hoặc là khởi lên Tâm quyến luyến Không thể buông bỏ Họ đau khổ Hoặc giả khởi lên ác niệm Tà kiến Hoặc giả là phát cuồng Tướng ác Hiện tiền Thấy đều là điên đảo khổ không nói ra lời làm sao mà họ không đọa vào ba đường ác chứ đừng nói giảng sanh trời người hai cõi họ cũng không có được cho nên chúng ta phải nhận thức rõ ràng phàm phu giảng sanh không phải dựa vào chính mình hoàn toàn dựa vào a di đà phật bổn nguyện thần lực gia trì chúng ta nhất tâm xưng niệm cũng phải cầu phật gia trì phật không gia trì chúng ta nhất tâm cũng không cách gì thành tựu tâm không điên đảo càng phải cầu phật gia trì Không chỉ như thế. Chúng ta học giáo. Tôi thường hay nói với các đồng tu. Chúng ta nếu muốn xem hiểu được đối với kinh giáo, muốn có thể xem được thâm nhập dựa vào chính mình thì không thể. Nhất định phải dựa vào giá trị của Phật Chúng ta ở trên giảng đài Có thể đem kinh giáo giảng được rất rõ ràng Giảng được tường tận Cũng không phải là năng lực của chính mình Không có được Bổn nguyện gia trị của Di Đà Thì không thể nào chúng ta là phàm phu thấp hèn đồng một đạo lý này giảng đường chúng ta đại chúng ở trong đây nghe kinh bạn có thể nghe được rõ ràng bạn có thể nghe hiểu nghe được tường tận nghe được hoan hỷ như nhau cũng là phật lực gia trì pháp môn này tuy là nói là pháp môn nhị lực nhờ vào phật lực gia trì được nhiều phần nhiều hơn chúng ta chính mình chỉ đầy đủ tin sâu nguyện thiết y giáo phụng hành chúng ta chính mình chỉ có thể làm đến được những việc này những thứ khác hoàn toàn đều là nhờ phật lực đây là chúng ta chính mình nhất định phải nhận biết rõ ràng Dạng nhất không nên hiểu lầm Chính ta có cái năng lực này Liền sanh ra cống cao ngã mạng Trái lại Đem cái thù thắng không gì bằng như vậy Pháp môn ngay đời thành tựu Bỏ lỡ qua Người niệm Phật không chỉ ở chính mình tiến tu phải nhờ vào Phật lực ở ngay trong cuộc sống thường ngày tâm tâm niệm niệm không trái giới giáo huấn của Phật Đà cũng phải nương vào Phật lực gia trì chúng ta mới không bị cảnh duyên thế gian này mê hoặc chúng ta như vậy cầu phật xem qua các tôn giáo khác các tôn giáo khác cũng cầu thần cầu thượng đế bảo hộ không bị ma quỷ nhiễu loạn Không bị ngoại cảnh dao động Họ cũng cầu thần cầu thượng đế Bảo hộ gia trì họ Cách làm Cách nghĩ này chính xác Chắc chắn không có sai lầm Phạm phu chúng ta Không được quay đức Gia trì của Phật Bồ Tát Chư Thần Dựa vào thành tựu của chính mình Chắc chắn không thể nào Nhất là hiện tại ở vào thời kỳ mạt Pháp Nghiệp tập của chúng ta sâu nặng Cảnh duyên bên ngoài Sức mê hoặc quá mạnh Cho nên chúng ta cầu Phật Bồ Tát Cũng cầu Thần Hộ Pháp đến giúp chúng ta. Hy vọng chúng ta tâm không điên đảo. Hy vọng chúng ta chân thật đạt được nhất tâm xưng niệm. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi A Di Đà Phật. cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiền chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật